Em xin gửi lời chào đến cô chú anh chị và các bạn. Ở phía trước mặt cô chú anh chị và các bạn đây là vòng xoay dân chủ. Cái trường màu xanh xanh là trường La San Đức Minh đó anh chị. Trường rất là nhiều kỷ niệm khi xưa của anh chị đó. Hôm nay là những cái ngày đầu năm. Hiện tại bây giờ thì dân những cái người ta đi về quê bắt đầu túa vào Sài Gòn anh chị, nhưng mà cũng chưa có đông lắm. Hôm nay thì em muốn mời cô chú anh chị chúng ta đi dọc theo cái con đường đại lộ 3 tháng 2 ngày nay, xưa kia nó là Trần Quốc Toản, để anh chị cảm nhận cái không khí, những cái không khí ngày đầu năm mới, đầu năm 2020, bắt đầu cho một năm với nhiều cái sự may mắn, thành công gửi đến cho anh chị. Cái video này cũng giống như một lời chúc năm mới mà lớp đi Sài Gòn muốn gửi đến cho cô chú anh chị nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vòng xoay dân chủ. Em sẽ bọc một vòng xung quanh vòng xoay dân chủ để cô chú anh chị dễ dàng nhìn thấy cái hình ảnh khi xưa của mình, cũng như nhìn thấy cái không khí đầu năm mới. Đây là đường Lê Văn Duyệt, hướng bên tay phải của em. Hiện nay nó là đường Cách Mạng Tháng 8, và chúng ta sẽ đi về khu vực ngã 6 Phù Động. Rồi đây là đường Lý Chính Thắng đây anh chị, Lý Chính Thắng, đường chúng ta đi ra khu vực Tân Định đó. Ngày xưa nó là đường Yên Độ. Rồi em bọc cái vòng xoay ha, để chúng ta đi lên đại lộ Trần Quốc Toản 3 tháng 2 khi xưa đây. Xin lỗi anh chị, 3 tháng 2 ngày nay đây anh chị. Đó. Rồi, anh chị thấy đường phố tuy là cũng có người đông đúc, nhưng mà nó không có kẹt xe, không có dày đặc như ngày xưa ha. Hai bên đường thì nhà cửa người ta vẫn còn đóng, chưa có về anh chị. Đó. Đây là cái con đường in dấu kỷ niệm của rất là nhiều cô chú anh chị khi xưa. Và chúng ta đi thẳng cái con đường 3 tháng 2 này, chúng ta sẽ tới vòng xoay cây gõ. Và đó cũng là cái điểm mà em sẽ kết thúc cái video của mình. Sẽ chạy trọn vẹn cái con đường 3 tháng 2 này luôn, để anh chị nhìn ngắm phố phường những cái ngày đầu năm nha. Hai hàng cây rất là to, mát. Con đường này là một trong những cái con đường còn sót lại ở Sài Gòn mình. Nó vừa dài và vừa có hai hàng cây rất là mát anh chị. Những cái ngày nắng nóng thì chúng ta đi chúng ta rất là mát mẻ. Cái không khí nó mát mẻ dữ lắm. Rồi em sẽ chạy thật là chậm nha. Từ nãy đến giờ em quên em chạy nhanh quá. Cái con đường 3 tháng 2 này thì nó khá là dài, thành ra là phải đi xe máy thôi. Hơn nữa những cái ngày đầu năm này thì nói chung là đường phố nó cũng vắng vẻ, hai bên đường người ta cũng đóng cửa nhiều lắm, thành ra là chủ yếu là cho anh chị xem cái không khí ngày đầu năm mới nó như thế nào ha. Rồi chúng ta băng qua cái ngã tư Cao Thắng và đường 3 tháng 2. Cái cảm giác bình yên của Sài Gòn mình nó chỉ được mấy ngày Tết thôi, tầm khoảng ngày 30 Tết trở về tới ngày mùng 4, mùng 5. Đó, còn bắt đầu sau đó thì nó lại trở về cái không khí vốn có của nó những cái ngày trong năm. Và không hề có một ngày nào nó trở lại như thế này ngoại trừ những cái ngày Tết cuối năm anh chị. Chúng ta đi qua Học viện Hành chánh Quốc gia nằm bên tay phải của em ngày nay đây. Thì ở quê thì bây giờ người ta cũng không có còn Tết nhiều như ngày xưa nữa. Bây giờ người ta cũng bắt đầu đi làm lại rồi. Ở Sài Gòn mình thật ra bây giờ mới thấy Tết. Còn những cái ngày cuối năm thì ở quê mới thấy Tết anh chị, nó hơi ngược lại. Ở quê cuối những ngày cuối năm rất là vui, dọn dẹp nhà cửa, rồi mua sắm tất cả này kia, rồi trang trí hoa hòe. Ở Sài Gòn mình thì ngày cuối năm ai cũng tấp nập mua bán. Nhưng mà những cái ngày đầu năm như vậy thì Sài Gòn mình trông có vẻ ra dáng Tết là nó vắng vẻ, đóng cửa hết rồi anh chị. Đi chơi, đi du xuân. Còn ở quê chỉ cần ngày mùng 2 thôi là người ta đã đi làm rồi.
thành ra là nó cũng hết Tết sớm. À, chúng ta đi qua Việt Nam Quốc Tự đây, bên má tay phải của em ha. Đó, khu vực Lê Hồng Phong, Petrovsky đây anh chị. Ngày thường thì nó kẹt xe ôi thôi luôn, không thể tưởng tượng nổi ấy. Hôm nay thì đường xá nó vắng vẻ. Đó. Phía trước của anh chị thì chúng ta sẽ đi lên cái cầu vượt ở cái đoạn đường Nguyễn Tri Phương, Thành Thái, phía dưới là cái chợ cá lớn khi xưa đó anh chị. Rồi chúng ta dừng đèn đỏ một xíu ha. À, ngay cái vị trí này là chúng ta quẹo vào đường Sư Vận Hành, một trong những cái con đường rất là nhiều cái quán ăn, quán karaoke, con đường ăn chơi ngày nay đó anh chị. Nó không thua gì cái con đường Phan Xích Long ở bên khu vực Phú Nhuận, Thái Lập Thành khi xưa đó anh chị. Đường Sư Vận Hành nó cũng như vậy. Chúng ta sẽ đi lên cầu vượt ha. Hoặc là nếu không thì em sẽ chạy ở phía dưới cầu vượt để anh chị nhìn thấy cái chợ cá khi xưa. Ngày nay nó là một cái mall, lớn. Đường phố nó thông thoáng, nó vắng vẻ hơn những cái ngày trong năm. Đa số các cái quán cà phê, các cái quán ăn thì người ta mở cửa anh chị, để phục vụ cho cái nhu cầu ăn uống ngày Tết. Còn các cái cửa hàng công ty thì người ta cũng đang nghỉ. Đây, bên má tay phải của em, ngày nay nó là một cái mall Satra đó anh chị. Khi xưa đó là một cái chợ cá rất là lớn ở cái vị trí này. Đó, và chúng ta tới ngã tư thì có là đường Thành Thái, Nguyễn Tri Phương. Đó, cái môn bên má tay phải của em đây, Satra Mart đó anh chị. Thành Thái. Chúng ta rẽ phải vào Thành Thái thì chúng ta sẽ đi vào khu vực Bắc Hải nha anh chị. Tô Hiến Thành, chợ Hòa Hưng. Đó, một số cái vị trí như vậy. Đi thẳng thì chúng ta vẫn đi tới vòng xoay cây gõ. Và chúng ta sẽ đi ngang những cái con đường như là đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại xưa. Rồi đường Lãnh Binh Thăng, hướng đi lên Đầm Sen. Đó, một số cái khu vực lớn như Lê Đại Hành đấy anh chị. Lê Đại Hành, Trường Đua Phú Thọ. Đó. Đường 3 tháng 2 kỷ niệm đây anh chị. Hôm nay thì cũng có rất là nhiều người dân Sài Gòn đi chơi, rồi cũng có rất là nhiều người ở quê bắt đầu vào Sài Gòn để làm ăn lại đó anh chị. Đó, ba lô túi sách anh chị thấy không, người Sài Gòn thì bắt đầu đi chơi, còn người ở tỉnh thì bắt đầu vào lại Sài Gòn. Thank you.
hoa, vẫn còn rất là nhiều hoa chân trước nhà anh chị. Đó, một chút xíu cái hình ảnh về cái đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản khi xưa gợi nhớ cho anh chị những cái hình ảnh ngày đầu năm. Đường phố nó nhộn nhịp nhưng mà thông thoáng. Phía trước anh chị là đường Lý Thường Kiệt ngày nay cắt ngang đó anh chị, xưa kia nó là Nguyễn Văn Thoại. Chúng ta rẽ bên tay phải thì chúng ta sẽ đi về hướng khu vực Bảy Hiền, Trường Chinh. Còn rẽ trái thì chúng ta sẽ đi ra đại lộ Lục Định, Hồng Bàng khi xưa. Nói chung những cái ngày đầu năm như vậy thì Sài Gòn đi thì nó sẽ không có bị kẹt xe anh chị. Hầu như chúng ta sẽ đi xuyên suốt, không có bị kẹt xe. Đó. Còn mà ít ngày tới thì kẹt xe rất là nhiều. Bởi vì quay trở lại những cái ngày làm lụng, buôn bán. Ở đây là chúng ta sẽ cắt ngang đường ở Lê Đại Hành. Đó. Nó nằm bên mé tay phải của em mà đi thẳng vào là khu vực trường đua Phú Thọ, một trong những cái trường đua lớn nhất khu vực Lục Định xưa, khu vực Đông Dương. Đó. Đây là cái hướng đường Lạnh Binh Thăng để chúng ta đi lên Đầm Sen đó anh chị. Đó, nhà cửa hai bên thì cũng đang đóng cửa, chưa có mở cửa. Cái con đường 3 tháng 2 này thì bình thường trong năm em cũng rất là hay đi. Và nó là một cái con đường gọi là ác mộng anh chị. Nó thường kẹt xe. Những cái điểm kẹt xe của nó rất là đông và rất là lâu. Hôm nay thì nó thông thoáng đầu năm mà mình chạy để mình cảm nhận cái không khí này. Nhiều khi một năm nó chỉ có một lần. Đó. Những cái hình ảnh này khi xưa, bây giờ thì nó vẫn còn đó một số thôi, hầu như nó cũng thay đổi khá là nhiều đó, nhưng mà cái cảnh vật, cái con đường thì nó gợi lại cho mình nhiều cái ký ức đó anh chị. Bên mé tay trái của em là đường Nguyễn Thị Nhỏ. Chúng ta đi thẳng ra khu vực chợ Bình Tây. Ngày nay thì nó có nhiều cái building nó mọc lên hơn, nhiều cái mall hơn. Đó, nhưng mà đâu đó thì anh chị vẫn có thể nhìn thấy những cái nét kỷ niệm của mình khi xưa. Đây, xóm đất, đường xóm đất. Đó, Sài Gòn rất là nhiều xóm. Xóm chiếu, xóm mới, xóm củi, rồi xóm thuốc, rồi lại xóm đất. Xóm chùa, xóm đình, đó, rất là nhiều xóm. À,
Phía trước anh chị là vòng xoay Cây Gõ, cũng kết thúc đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 ngày nay rồi anh chị. Đó. Thì như đã nói ở đầu cái video, em cũng sẽ kết thúc cái video của mình tại khu vực vòng xoay Cây Gõ. Một cái đoạn video gửi đến cho anh chị xem cái không khí của cái con đường kỷ niệm khi xưa. Ngày nay là cái ngày đầu năm, những cái ngày đầu năm người dân còn đang đóng cửa ăn Tết anh chị. Thì chúng ta ôm lại cái không khí này, nó thông thoáng, mát mẻ, nó bình dị, nó bình yên, không xô bồ nhộn nhịp, không chen lấn. Đó, không khí thì nó mát mẻ hơn. Đó, gửi đến cho cô chú anh chị cái đoạn video này nha. Rồi, thay cho cái lời chúc mừng đầu năm mới, một năm mới làm ăn phát tài và phát lộc. Đây, bên phải của em là một cái ngôi chùa rất là lâu đời, đình Phùng Sơn. Đây, cầu vượt Cây Gõ đây anh chị. Chúng ta sẽ đi theo cái hướng này thì tới khu vực vòng xoay Cây Gõ, rồi đường Minh Phụng, đường Hồng Bàng, đại lộ Lục Tỉnh xưa anh chị. Đi thẳng qua Cây Gõ, đi đại lộ Lục Tỉnh, đi lên thì chúng ta sẽ lên khu vực Phú Lâm, vòng xoay Phú Lâm. Đó, những cái thông tin về khu vực mà em đang đi. Đây, đứng ở đây anh chị sẽ được nhìn thấy cái vòng xoay Cây Gõ. Đó, ngày nay thì nó có mấy cái nhánh cầu vượt. Rồi, em xin phép được kết thúc cái video của mình anh chị ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những cái video sau trên kênh của Lovely Sài Gòn. Và anh chị cũng đừng quên ủng hộ cho Lovely Sài Gòn bằng cách nhấn vào nút đăng ký subscribe. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều.